Bạn là người đam mê chụp ảnh. Bạn muốn tạo ra những tấm hình đẹp và ấn tượng. Bạn muốn CV của mình được thiết kế một cách độc đáo, sáng tạo và chuyên nghiệp. Bạn muốn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng và tăng thêm cơ hội có được việc làm mơ ước. Bạn muốn thiết kế logo, banner, brochure, website. Bạn là người hoạt động trong ngành marketing và muốn tự tay thể hiện các ý tưởng quảng cáo đầy sáng tạo. Bạn muốn thể hiện trí tưởng tượng bay bổng của mình. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hãy bắt tay vào học Adobe Photoshop ngay từ ngày hôm nay. Và hãy để chúng tôi giúp bạn.